vì sao tôi có mặt trên đời này. Tôi sống để làm gì? Tôi tồn tại để làm gì? Bạn có thể học rất giỏi, bạn có thể biết rất nhiều, bạn có thể quan tâm đến ai đó rất nhiều, nhưng có thể bạn cũng chưa biết, chưa quan tâm hoặc chưa nhìn thấy bản thân của mình. Hãy nhắm mắt lại. Bạn là ai? Bạn đang suy nghĩ gì? Bạn đang có cảm giác thế nào? Bạn đang đi về đâu? Bạn có khả năng nhìn vào mắt người khác hay không? Bạn có khả năng nói chuyện với người khác bao giờ chưa? Đã bao giờ bạn tự làm quen với một người xa lạ ở một nơi xa lạ? Bạn có biết khi bạn quay lưng ra cánh cửa thì bạn có thể thấy được khung trời rộng mở trước mắt không? Bạn có thật sự muốn biết những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống này? Nếu thật sự mong muốn điều đó, hãy mở cửa trái tim mình.